Xin chào anh chị. Hôm nay là phiên giao dịch mùng 1 âm lịch ngày 15 tháng 9 là một phiên giao dịch mà cá nhân em đánh giá là rất là cân cái. Cái cân ở đây là cái nhà cái nó cân nhau chứ không phải là cái cân để anh chị cân đo đong đếm đâu nhá. Và thị trường là thực sự rất rất phân hóa. Rất nhiều anh chị đang suy nghĩ băn khoăn rằng liệu với cái kịch bản như thế này thì tuần sau sẽ giao dịch như thế nào và cơ hội kiếm tiền có còn không và kế hoạch giải ngân như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem chỉ số thị trường cũng như là đi sâu vào từng nhóm ngành để cùng nhau phân tích cái chiến lược cho tuần sau nhé. Thì như thường lệ là em vẫn cứ dùng một giai đoạn đầu ngắn để cho nhận định thị trường và những cái góc nhìn vĩ mô cũng như dòng tiền thì em sẽ cập nhật ở phía sau video. Thì hôm nay em nghĩ là sẽ có khá nhiều cái để chúng ta cùng nhau phân tích, cùng nhau phán đoán. Bởi vì thị trường ngành như giai đoạn này em khẳng định rằng là thị trường cực kỳ phân hóa và cái việc mà em gọi cái cân ấy thì gần như là chúng ta đang cân cái rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi phân tích cũng như là các cái chỉ số của thị trường ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta đi vào cái chỉ số thị trường thì như gần những video gần đây anh chị có thể để ý trong các cái YouTube em gần đấy từ 6 ngày trước em luôn luôn làm những cái video nói về sideways này đấy, những cái kịch bản này em nói rất nhiều về cái thị trường sideways đấy, sideways này đấy, cân cái này, giằng co này là những cái cụm từ mà trong vòng khoảng tầm 1-2 tuần gần đây em thường xuyên làm. Bởi vì tại sao? Trong quá trình hiện giờ em khá là nghiêng về kịch bản em nhắn trong nhóm ấy, tháng 9 và tháng 4 là cái khu vực mà thị trường cực kỳ khó chịu, lên lên xuống xuống và cái biên lợi nhuận cực kỳ nhỏ. Chúng ta có thể nhìn như video trước em đã nói ấy, đây là tất cả những khu vực mà em khoanh. Đây, tháng 4, tháng 9, tháng 4, tháng 9, đây, tháng 4 đây. Và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn tháng 9. Vậy thì rủi ro của thị trường khả năng rất là cao sẽ đi trong một cái biên đâu đó rơi vào tầm từ khoảng 1.210 mấy cho đến 1.250 đâu đó 30 điểm này và thị trường sẽ lên lên xuống xuống rất là thất thường. Tại sao? Và rất nhiều người hỏi rằng à em ơi hiện giờ đang có phân kỳ thì có rủi ro hay không? Thì cá nhân em khẳng định rằng cá nhân em cũng là một người làm trong trường phái đánh theo trường phái indicator, có nghĩa là các chỉ số về Bollinger Band này, MACD này, RSI đúng không? Và nghĩa là em cũng có sử dụng các kiến thức về phân kỳ dương và phân kỳ âm chứ không như một số anh chị sử dụng Price hoặc là VSA thì họ sẽ không sử dụng cái kiến thức đấy. Nhưng phân kỳ ở đây thì anh chị phải hiểu rõ hơn rằng phân kỳ nó có nghĩa là suy yếu và chuẩn bị đảo chiều. Nhưng phân kỳ nó có nhiều kiểu, ví dụ khi anh chị phân kỳ hai cái đỉnh ở ngay trên cao này này, nghĩa từ đây mà nó móc ở đây xuống này thì khả năng rơi dư địa nó rất là nhiều. Nhưng khi phân kỳ mà cái đỉnh thứ hai nó lại rất là sát cái giá trị, càng sát dậy không ấy thì có nghĩa thể hiện rằng thị trường phân vân suy yếu, chưa có động lực tăng mạnh chứ không phải là sẽ rơi một cái vạch. Thì để chúng ta nhìn kỹ hơn trong thực tế, chúng ta có thể thấy rằng đây là một giai đoạn phân kỳ này, chúng ta nhìn hai cái đỉnh rất là cao và nó rơi thì rất là kinh khủng đấy. Chúng ta có thể nhìn tiếp theo những cái quá trình phía trước, ví dụ quá trình này này, đây là quá trình phân kỳ này đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường với cái phân kỳ hai đỉnh ở trên cao như này hoặc hai cái đỉnh ở trên cao này thì nó rơi rất là kinh khủng. Nhưng khi sau đó chúng ta có thể thấy rằng ở giai đoạn tháng 9 năm 2021 khi mà thị trường ấy, cái đỉnh thứ hai nó rất là thấp, nghĩa đây là đỉnh một đúng không, thì về cơ bản đây chính là phân kỳ rồi còn gì đúng không. Nhưng cái đỉnh thứ hai nó rất là sát với cái giá trị không thì nó rất là giống với trường hợp hiện giờ của chúng ta và rất là khả năng rất là cao chúng ta lại trùng nhau cả về vấn đề về thời gian, mặt thời gian tháng 9. Thì rất là kỳ vọng em nghĩ rằng cái kịch bản của tháng 9 năm 2021 ấy nó rất là dễ lặp lại cho chúng ta hiện giờ, có nghĩa là thị trường đi trong một cái biên 2021 chúng ta đi từ bao nhiêu nhỉ, chúng ta có thể xem lại cái giá trị của biên 2021. Đó là điểm thấp nhất là 1.320 và điểm cao nhất của cái thị trường đó là 1.300 ở đâu 1.320 và 1.370, 1.360, có nghĩa đâu đó biên độ rơi khoảng 30 điểm. Thì chúng ta cũng có thể đo cái vị trí hiện tại của chúng ta, điểm thấp nhất hiện giờ của chúng ta đạt được sau 3 lần đó 1.220 và điểm cao nhất của chúng ta là 1.250. Vậy về cơ bản chúng ta có thể sẽ cũng sẽ đi trong một cái biên độ khoảng tầm 30 điểm nhằng như này. Đấy, lên xuống rất là nhiều cái như thế này trong vòng giai đoạn khoảng tầm một tháng trời, để làm sao để cho các cái mép biên này, gọi Bollinger Band hay em gọi biên ấy, xé biên hay không ấy, thì nó siết chặt lại và cái MA này sẽ đi tiến vào và khả năng sẽ đến cuối tháng đầu tháng 10 này, đi đến đoạn này này khoảng mùng mấy tháng 10 bắt đầu sẽ có một xu thế, và xu thế đấy là tăng hay giảm thì lúc đấy cùng theo dõi vĩ mô. Đấy là cái chiến lược và những nhận định của cá nhân em trong giai đoạn này về về thị trường. Thì anh chị nhớ để lại lượt like hay là có comment gì cứ để lại ở đây nhé. Thì anh chị em sẽ trả lời cái comment của anh chị ở đây. Đấy về mặt dự đoán kịch bản của thị trường trong giai đoạn tới. Thế thì chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về mặt chỉ số của các cổ phiếu. Thì chúng ta để thấy là hiện giờ trong VN30, ngay ở trong VN30 chúng ta có sự phân hóa cực kỳ lớn. Ví dụ ở đây HD Bank tăng trần này là ngành ngân hàng đúng không?
CTG, ACB, à đâu, có một con ngân hàng VIB gì đấy, chúng ta vừa nhìn thấy là tăng rất là mạnh. Nhưng chúng ta lại nhìn thấy Techcombank tăng rất là mạnh. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là hôm nay CTG hoặc một số mã khác ngân hàng giảm rất là mạnh, nó CTG đấy rất là mạnh. Thậm chí chúng ta có thể thấy MSN là ngành bán lẻ tăng rất tốt và MWG thì giảm rất là mạnh. Thậm chí chúng ta trong cùng một nhóm ngành chúng ta nhìn thấy VIB, VIC tăng thì cùng là họ Vin mà còn tăng còn giảm đấy. Nghĩa là thậm chí hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số, như em vẫn nói hôm nay là cái cân ấy, em lấy cái hình ảnh vui vui cho anh em gọi là sóc đĩa ấy. Cái cân đấy là hôm nay chúng ta có 1.253 mã xanh, nhưng mà đối ngược lại là 247 mã đỏ, ba mã trần đối ngược với lại cả 5 mã sàn. Có nghĩa là hôm nay một ngày cực kỳ cân cái, và cái yếu tố cân cái này loạn xị này nó còn đến từ một phần đó, hôm nay là quỹ cơ cấu, và chúng ta có thể thấy rằng đại đa số hôm nay là quỹ bán rất nhiều để cơ cấu, và những cái mã này ngày mai có thể họ sẽ tăng, tuần sau có thể sẽ tăng bù trở lại để trở về trạng thái cân bằng bình thường, ví dụ SSI này, IDC này, HUT này, PVS này, và những mã này khả năng sẽ có trả điểm, ví dụ VAX này, AB là những mã được tăng rất nhiều, hôm nay Masan tăng rất nhiều đúng không? Đấy, nhưng mà con MWG hình như có bị bán, MWG chúng ta tìm xem có đúng MWG bị bán không. Thì đấy là những cái kịch bản mà có thể tuần sau sẽ xảy ra. Thứ nhất, những con ở trong nhóm này sẽ có trở lại cái vị trí cân bằng vốn dĩ của nó. Và kịch bản tuần sau thì cá nhân em đánh giá rằng nó rủi ro sẽ đi như này, nó đi nhìn nhằng 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 này. Còn sau khi kết thúc quá trình đấy thì nó tăng hay giảm thì cá nhân em chưa dám chắc chắn. Có thể đến lúc đấy chúng ta cùng theo dõi cái vĩ mô, bởi vì như trường hợp 2021 là sau khi tích lũy lại nó tăng một nhịp rất là tốt, và nhịp tăng này thì gồm đầu tư công này, một chút trợ lực ngân hàng này, một chút thép và một bất động sản. Vậy thì cái quá trình mà chúng ta ở dưới tháng 9 này thì là rơi đúng không, và tháng 4 này cũng rơi. Vậy thì cái cân ở đây chúng ta cùng nhau suy đoán và cùng nhau phản xạ thôi. Vậy quan trọng nhất chúng ta thể hiện cái gì? Chúng ta thể hiện rằng là hình cá nhân em nhắm nhóm đó là giai đoạn này tốt nhất ấy, là nên để chỉ trọng 100% hàng. Đối với những người đánh margin thì chúng ta cứ 100% hàng cũng được, và bởi vì chúng ta có lượng margin. Còn nếu mà ai không đánh trên margin, tốt nhất chỉ để 70-80% là về thôi, nghĩa là chúng ta dư lại 1/3. Và kịch mua kịch ấy thì rất áp lực, nghĩa là khi mà nó thị trường nó giảm phát chúng ta mệt quá, nó bán xong nó lại hồi lại, mặc dù nó chỉ hồi khoảng tầm 2-3% thôi, nhưng mà rất là dễ để cho chúng ta có những cái câu chuyện rằng là bán lo cắt cứa vào tài khoản, nếu chúng ta full. Thì đấy là cái mà suy đoán cũng như cái nhận định về thị trường chung rồi cái chiến lược giải ngân. Thì cá nhân em khẳng định anh chị nên tốt nhất lên giải ngân theo từng phần, đó là những mã mà chúng ta mua điểm mua, cố gắng mua khi giá đỏ, hạn chế tối đa khi mua khi 2 hoặc 3%, dương 2 dương 3%. Thứ hai là chúng ta mua chỉ mua một nửa và chúng đợi 2 ngày sau xem tình hình nó như nào, chúng ta gia tăng thêm. Thứ ba là chúng ta chốt lãi một nửa khi đạt kỳ vọng lãi từ 5 cho đến 7%. Đó là chiến lược trong tháng tới của chúng ta sẽ đẩy mạnh về vấn đề T cộng. Còn việc nắm giữ ấy, thì nó nếu anh chị nắm giữ một cái khối lượng lớn quá thì nhiều mã quá thì thường tài khoản anh chị cứ lên lên xuống xuống rất ít. Nghĩa mã này tăng thì mã kia giảm, mã kia giảm thì mã này tăng. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà cũng như chia sẻ của em trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là video cuối tuần thì trên đây em làm cũng ngắn ngắn gọn gọn thôi, bởi vì trong thị trường hôm nay thực sự là cũng không có quá nhiều điều để nói, bởi vì cái cổ phiếu rất phân hóa. Chúng ta chỉ lấy các ví dụ để chúng ta có thể phòng ngừa. Em chỉ lấy ví dụ thôi, CTG hôm trước đánh, nếu xét thuần túy giá tăng, khối lượng tăng rất là mạnh đúng không, rất là đẹp, nhưng mà phá biên lên, nhưng kết quả hôm nay chỉ với một khối lượng nhỏ thôi mà nó giảm rất nhiều. Đấy là cái câu chuyện rất là thực tế. Đấy thì cái câu chuyện này nếu chúng ta mua đuổi thì rất rủi ro, thậm chí có những mã chúng ta chỉ xem qua thôi, như TNG là mã này, tăng rất đẹp xong ụp phát xuống. Đấy, nghĩa là cái câu chuyện TNG ấy là tất nhiên những cái mã như thế rất là đẹp như thế mà chúng ta có thể thấy rằng nó thay đổi rất là nhanh chóng. Kẻ DG cũng thế, là những mã tăng tăng giảm giảm rất là nhanh chóng khu vực này, thì bản thân rằng là nó cần một thời gian tích lũy để cái biên nó siết lại và các dao động nó nhỏ lại. Nghĩa là khi nó tăng nhanh cứ tăng giảm này thì nó cần phải biên độ nó siết lại, bắt đầu chúng ta mới có như là siết biên độ lại, bắt đầu khi khối lượng cạn dần yếu dần bắt đầu chúng ta sẽ có một xu thế mới. Còn xu thế lên hay xuống thì đến lúc đấy chúng ta lại đặt cược tiếp. Còn nếu mà chúng ta biết trước ấy, thì ai cũng giàu rồi đúng không, lúc đấy còn vĩ mô còn chính sách như thế nào nữa. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ ngắn gọn của em về cái video này. Còn chúng ta có thể đi xem qua một chút về các nhóm ngành mà cá nhân em nhận định. Ví dụ đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rằng dầu khí hiện giờ vẫn đang rất là tốt. Bởi vì sao? Giá dầu bây giờ đang vượt. Và POI là một trong mã em khuyến nghị mua từ 10.8, 10.911 ở ngay khu vực này. Và hiện giờ là em khuyến nghị khách hàng là bán 1/3 ra, 1/3 đến một nửa ở giá 10.8 đến 10.7. Thì tại sao em bán? Đơn giản thôi, cũng như em nói, hiện giờ thị trường trông thì có vẻ đẹp thế thôi, nhưng mà không ai nói trước điều gì. Bởi vì bản thân khi chúng ta đấy nó đánh lên cây và đi ngang rất là lâu, vậy chúng ta chốt lãi một nửa ở đây,
còn một nửa còn lại chúng ta sẽ kỳ vọng trở lên, cũng giống như BCG ấy, cá nhân em nói hiện giờ em bán chưa, cũng chưa bán, bởi vì làm sao em vẫn đang lãi, nhưng mà em đã bán ở đây một nửa rồi, đúng không? Tất cả đều bán một nửa, cứ lãi là sút một nửa auto cho em, đúng không? Kể cả HDG, PC1 những thứ hôm trước bảo vẫn đỉnh rồi, bán sừ một nửa đây đi, bán đi, cứ bán một nửa ấy, tính sau. Còn nếu mà việc có tăng tiếp thì chúng ta vẫn có lãi, mà không tăng tiếp thì chúng ta thì thôi. Đấy, chúng ta cứ bán lên có là có lãi là cứ auto bán một nửa đi đã. HDG lên 32 phẩy mấy, cứ bán một nửa, gần đỉnh thì bán một nửa giữ lại. Tất cả mọi thứ, kể cả những mã như là hút hít các thứ em bán cũng thế. Hôm trước bảo bán một nửa thì anh chị còn cười bây giờ đấy, câu chuyện đấy. Ai có thể biết trước được, đúng không? Em mà 28 cứ bán một nửa đi đã. Đúng không? Đến vùng đỉnh cũ rồi này, 28 bán trước một nửa đi. Thậm chí PVT cũng bảo cứ bán một nửa đi đã. Giai đoạn này rồi không ai dám nói trước được điều gì. PVT là một mã lợi nhuận của bên em đâu đó khoảng là mười mấy 20% rồi, đúng không? Mua ở vị trí này, đúng không? Vị trí 22,3 này đấy, đúng M20 và hiện giờ đã bán một nửa ở đây rồi, còn một nửa việc có lên nữa hay không thì cứ suy đoán thôi, thì tùy cơ ứng biến thôi. Kể cả VVD PVS ấy, thì hôm trước em nói rồi, cái việc là nó tăng như này thì ở vùng đỉnh này tốt nhất chúng ta cứ bán trước một nửa ở đây đi, mua ở dưới rồi tội gì bán một nửa ở đây, nó vượt đời không ai biết trước được, đúng không? Thế thứ hai là em nhắc anh chị nhé, những cái mã liên quan đến bất động sản mà nhỏ nhỏ, ví dụ DRH ấy, nhớ thận trọng, cẩn thận, bởi vì penny ấy, nó chỉ tăng một lần, một đến hai lần trong năm, và cái việc mà rủi ro như này mình không dám chắc được, có thể nó sẽ rất, anh chị nhìn tháng 9 này, nó nằm rất là lâu, khoảng tháng 7, tháng 9 này, nó nằm rất là lâu, sau đó mới bắt đầu có cái sóng lên, thì khi nào nó lên thì thực sự mình không biết, có thể cuối năm nó mới lên, DRH hoặc là HNG là những mã thực sự nên né ra, bởi vì nó rủi ro hủy nó biết bất cứ lúc nào, sự, nhiều anh chị cười em. LDG em không thể phân tích nổi những penny giai đoạn này khi mà đốt lò liên tục. Đấy, HNG hay là những cái cổ phiếu của hôm nay bán gì rất kinh khủng luôn. Thậm chí HVN hay những gì đấy anh chị tốt nhất là né những cái cổ phiếu ra. Bởi vì lợi nhuận thì chưa biết nó ăn bằng cái con tử tế hay không. Nhưng mà lúc chết ấy, thì nó như HVX ấy, anh chị chết một phát mất hết tất cả lãi. Không còn một tí lãi nào luôn. Thì thực sự anh chị nhiều người nghĩ rằng được giải cứu đây. Nhưng đây là game thâu tóm của rất nhiều mã. Và đây là video em có làm video về HVX ấy. Rất là nhiều người xem video đấy và nhiều người sẽ suy nghĩ rất là tốt, đó là có cái tư duy là HDX ấy, chúng ta phải nhìn như FLC ấy, tức là nhìn lại trước khi nó hủy cái miết ấy. Đấy, rất nhiều người vẫn giao dịch ở đây nhưng sau đó nó mới hủy, thì câu chuyện rằng là đây có thể game thâu tóm, còn gâu tóm nó mấy năm nữa thì mình không dám chắc, đấy chỉ có tay to biết được thôi, mình không nhìn xa như thế nhá. Thì khi mà mình không biết cái gì mà mình đánh thì nó gọi là đánh bạc, đấy như đánh bạc, mình biết cái gì mình đánh thì nó gọi là đầu tư. Ok, thế thì hôm nay em làm cái video ngắn gọn như thế này thôi. Thì chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Và cuối tuần này em có làm thêm một cái video em để trước đây, đó là nói về cổ phiếu VIC, riêng về cổ phiếu VIC thôi và khá ít thôi. Và tối ngày mai thì nó sẽ auto nó post lên. Còn tuần sau thì em sẽ có video về phương pháp ưng điểm phân tích cho những người video này. Thì hy vọng anh chị nhớ follow kênh, cũng như để lại lượt like nhé. Nhớ để lại lượt like cho nhóm em. Và ai muốn theo nhóm ấy thì có thể quét mã QR ở đây, thì chúng ta cùng về nhóm và cũng những nhận định. Vậy anh chị có thể trải nghiệm trước, còn tất nhiên là nhóm khách hàng của em sẽ có ưu tiên hơn, nhưng ở đây nhóm trải nghiệm thì sẽ vẫn được phép chat, đây là một cái ưu tiên rất là đặc biệt vì không có nhiều nhóm mà cộng đồng mà được phép chat đâu nhé. Thì hy vọng anh chị nhớ để lại lượt like cũng như quét mã QR vào nhóm cộng đồng này của em. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ, và hôm nay anh chị có đi lễ nghỉ ngơi thì đều gặp may mắn trong tuần tới, khi mà cái tháng gọi là tháng cô hồn đã kết thúc, và hy vọng ở tháng tới thì cho dù thị trường tăng hay giảm thì chúng ta sẽ bắt được đúng nhóm ngành và tài khoản tăng. Chúc anh chị ở cuối tuần vui vẻ, và anh chị nào muốn chuyển về nhóm ấy thì có thể inbox em để qua cái mã QR, cũng như là nếu mà muốn đăng ký khóa học ngắn hạn của em thì nhớ liên hệ em nhé. Thì khóa học của em sẽ tổ chức vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 để cho mọi người có thư thả hơn thời gian, nhưng là lúc đấy khả năng thị trường sẽ ổn định hơn nhé. Thì em xin phép dừng video ở đây. Hôm nay anh chị thấy áo đẹp không? Áo đồng phục của nhóm luôn đấy.